Này. Vết thương của Naki toàn dòi là dòi này. Đấy. Đấy. Đây. Ừ, đây mọi người nhìn thấy này. Đấy. Tại Lucky. Đấy. Đấy. Nhiều thế sư phụ chưa? Bao nhiêu con dòi trăm. Ở kia Lucky yên. Đi đi đi. Thôi, đau đây. Đau quá. Đau rồi. Thôi. Yên 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 luôn. Yên đi, yên. Sỏi. Đây. Đau Lucky. Ngon này. Con này thò đầu đấy. Yên tức là. Lucky. Lucky. Yên rồi. Yên. Yên. Yên sắp khỏi rồi, khoai. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ừ. Thầy mọi người cái lỗ thu thú kia. Ngồi đó. Thôi, Yên Naki. Đây là nó đau, nó ngứa. Em cũng vậy. Thôi là ngồi đi. Đấy, nó càng vẫy, nó càng ra rồi. Nó cứ vẫy thế đó, càng ra. Nó vẫy thế mới tốt. Nó ngúc kìa. Đấy. Còn to đung. Naki. Yên rồi, coi. Yeah, sắp khỏi rồi, sắp khỏi rồi. Sắp khỏi rồi, nhanh lên con. Đấy. Ôi trời ơi. Nhìn chưa? Thôi được rồi, được rồi. Được rồi, khỏi rồi, khỏi rồi. Chọc gì nhiều quá rồi. Ồ. Gấp thì cực kỳ nhẹ nhàng mọi người. Để đau quá. Đấy. Đấy. Ôi trời ơi. Đấy. Mỏng ra được là tốt. Cứ bảo ra mạnh rồi. Dạ, chọc kia kìa. Thôi được rồi, Naki. 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 Qua đây. Thôi. Qua đây, qua đây. Naki. Ồ, khoan đâu, khoan. Yên. Đấy. Thế là tội nghiệp Lucky luôn. Dưới cùng chết hết anh vậy. Chết hết. Chết hết. Nó cứ chết được là tốt. Đúng không? Ừ. Đấy. Nhìn chưa? Rồi, bên này, bên này. Đây. Đó đây, đây, đây. Đây nào, Lucky, Lucky ngoan. Quay, đấy, lắm. Quay để con rũ đi, về đi, quay đứng một tay thôi, kia ngồi rồi, con nào hết rồi nó hết, đây, đây này, quý, còn thiện sống à, sống, lỗ này là hôm qua chưa đổ đây, đổ rồi, đổ rồi, đổ hết rồi. Cái lỗ này là phải đổ nhiều à? Coi coi. Con này. Các bạn thịt đó. Trong những con này. Yên Naki. Các bạn, các bạn phải đi. Yên Naki. Đau ngon rồi. Ngoài. Có sao? Ngon rồi, bố chữa cho. Con có nó bảy ra ra ấy. Nó vẫn còn trong đây là một, hai con. Nó khỏe quá. Rắc thuốc rồi. Okay. Đây thuốc khử trùng đúng sư phụ. Ừ. Thuốc nó vẩy đấy. Xoát xoát xoát. Hơi ngứa ngứa.
Thôi được rồi Lucky. Thôi được rồi, coi, được rồi. Thôi cho nó gãi. Anh lấy tay anh dây dây chỗ nó. Thôi được qua được. Cái chỗ kìa, chỗ bên dưới đây anh ơi. Đấy, 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 đấy. Lucky, Lucky. Quả ấy kia chết hết rồi. Chết rồi. Nước kia cũng nhiều hạt nữa. Có chứ. Đấy mọi người, Lucky ốm. Ấy là nó sạch ngay mà khỏi mà. Nốt ngày hôm nay, ngày mai rồi ngày kia rồi nó sẽ liền vào. Ừ. Liền ngay. Tại vì đã gặp hết như con kia mà nó cũng chết hết rồi. Hết rồi đấy. Yeah. Đúng rồi ạ. Đứng, em đứng để em nhìn. Hết rồi. Xong rồi cho nó ngoài này nằm đi chứ vụ ạ. Ừ, cho nó nằm rồi. Thả nó ra đấy. Kìa con rắn chết kìa. Được rồi, ngoài. Rất khói đi. Sắp khỏi rồi. Khỏi đẹp ra đi tán gái. Vợ sắp về rồi. Thối chứ không mà thối như vậy là gái nó không theo. Thối như anh Bành mày ai theo hết. Nghe. Anh Bành mày hơi bị thơ với lúc kia. Thôi anh Quyền. Hôm nào ngủ với em anh đi em thơ không? Thơm thối rồi. Thơm rồi thối rồi. Đây là đây, thuốc gì xuống. Thuốc nó ấy kinh. Cái... con bọ của nó. Nhắc Lucky làm ra người thơm quá cơ. Lucky à. Mọi người, về mặt Lucky đây. Đang thì được sư phụ là anh Quyền chữa cho. Lucky dập dài quá cơ. Sướng. Mấy hôm đau mắt hấp ra. Thôi, thôi, sắp khỏi rồi. Ok. Thôi. Thôi, thôi, thôi. Sắp khỏi rồi. Em khỏi rồi, yên Lucky. Chưa được đâu mà. Bố đã phụt đâu mà. Mày đây này, đây này. Thôi con, nói Lucky nói anh em. Yên. Ôi vật nhờ. Yên bố xem nào. Lucky ơi. Ngon ngon, à? Ngon ngon. Thế là cả nhà đi nhau. Lucky. Quỳ xin lại. Lucky, thôi ngoan à. Không. Ngoan à. Em lấy tí nữa. Đừng đừng gãi nữa. Anh Quỳ lấy tay gãi nó. Lấy tay gãi nó cho nước bẩn lắm. Thôi được rồi. Mỗi cái lỗ dưới thôi đúng không? Ừ. Lỗ dưới này. Lucky. Cuối cùng là trước. Lucky. Lucky. Được không? Nóng rồi mà. Thuốc này nó nóng. Ôi dạ. Vậy. Thôi để thả ra. Lucky ra cho nó đi chơi. Lucky đi. Đi ba. Thả ra. Ra đã. Số. Ôi giời, đi ra cái này đánh ngay. Lại đánh dấu lãnh chúng ra, trời ơi. Đánh kia con. Cả lắm. Em mọi người ạ, thì lúc khi nó ốm thì nó bị mấy hôm mình không có ở nhà thì nó bị cái xích ở cổ nó. Thế bắt đầu nó bị nó sinh ra cái con bọ ấy, nó đục vào thịt nó nhé. Thì từ hôm qua mình về thì mình đã chữa cho nó rất là ok rồi. Đấy, hôm nay gắp ra thì gần như con dòi nó chết đến 90% rồi mọi người nhé. Đấy, bây giờ chỉ còn chờ vết thương của nó lành lại thôi. Đấy, mọi người xem video thì nhớ like động viên cho Lucky mau khỏi bệnh nhé mọi người nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mọi người nhé.